cho bánh một bé gái vùng cao. Người đàn ông mở chiếc khăn phủ sau lưng thấy cảnh xót xa. Một đứa trẻ còn ngây thơ trong sáng, một đứa trẻ còn nhìn ngắm cuộc đời bằng đôi mắt của sự hồn nhiên. Nhưng dưới chân em không có được một đôi dép, áo quần em lại lấm lem những bùn với đất. Em nhận bánh của người đàn ông, ôm ghì vào lòng, ăn từng miếng nhỏ như đang sợ rằng em ăn nhiều thêm một miếng sẽ chẳng còn để ăn thêm. Trên lưng em điệu theo một cái túi to bằng tấm lưng bé nhỏ, phủ lên trên là một tấm khăn xanh trông còn khá mới. Cứ ngỡ rằng em đang gùi theo đồ chơi của mình, thế nhưng khi mở chiếc khăn ra, người đàn ông đã không khỏi giật mình thảng thốt khi thấy một đứa bé nhỏ hơn em độ chừng vài tuổi đang nằm co ro, đôi mắt nhắm nghiền mà ngủ rất ngoan. Tấm lưng chị làm chiếc đệm êm cho em nằm, chiếc khăn xanh là tấm chăn ấm cho em ngủ. Trong tổ ấm riêng tư của mình, đứa bé nằm ngủ một giấc thật ngon. Người chị 6 tuổi, độ tuổi đơn thuần của một đứa trẻ thơ, nhưng lại đủ sức mạnh để gánh trên vai cả một bầu trời yêu thương. Hình ảnh em bé vùng cao tay cầm chiếc bánh con, ăn từ từ từng miếng bé bé, gùi em bé nhỏ trên lưng, ru cho em ngủ, đã khiến cho nhiều người nghẹn ngào xúc động. Một số bình luận được mọi người để lại: em bé cũng ngoan quá, cứ vậy mà ngủ trên lưng chị. Nhìn em ngủ đầu nghiêng qua một bên trông tội quá, chắc là em mỏi lắm. Những đứa trẻ vùng cao em nào cũng đầy trách nhiệm, mới tí tuổi thôi đã phải san sẻ một phần gánh nặng gia đình với mẹ, với cha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.